Rồi, thầy chào các em nhé. Chúng ta đến với đề ôn tập này. Số 4 unit 6 nhé. Câu 1 và câu 2 là dạng bài với âm khác. Mình sẽ có là junior sẽ là âm J. Đấy, thằng B, gorilla thì là âm G. Global, âm G. Và gaseous là âm G. Đấy. Như vậy là thằng A khác đúng không nào? A là âm J, còn là âm G. Câu số 2 mình sẽ có là pollution. Như vậy là pollution thì là âm P. Poaching thì là âm P. Physical âm F. Và pesticide là âm P. Như vậy thằng C khác, C là âm F, còn là âm P. Câu số 3, các em nhớ này. Đuôi sần nhé, các em nhớ này. Khi một từ kết thúc bằng đuôi sần thì trọng âm là gì? Âm tiết đứng ngay trước đuôi sần thì là 2, pollution. Enormous là một tính từ 3 âm tiết và âm đầu là âm I. Thì tính từ hoặc danh từ 3 âm tiết nhé, mà âm đầu là âm I, trọng âm và âm thứ 2. Như vậy là enormous thì là 2. Disappear thì là của tiền tố dis cộng với cả động từ appear. Từ gốc thì mình nhớ này, trọng âm nó sẽ không bao giờ nó vào tiền tố nhé, hay là hậu tố. Tiền tố là gì? Tiền tố là những cái nhóm chữ cái được thêm vào trước một từ gốc, gọi tiền tố. Đấy, thì appear là một động từ hai âm, tiết trọng âm và âm số 2. Như vậy là mình sẽ có là disappear là 3, mình sẽ có là 2, 2, 3. Theo logic là nhớ tất cả những câu về âm trọng âm thì mình sẽ có 3 phương án giống nhau. Một thằng khác thì mình sẽ có là A và C giống nhau. D khác thì B phải giống AC. B là 2, continue thì là 2. Đấy, như vậy D khác. D là 3, còn lại 2. Có 4 này, mình có logic và ET nhé. Thì các em nhớ này, tất cả từ nào kết thúc bằng đuôi ET hay đuôi logic thì trọng âm ra vào gì? Âm tiết, mà nó đứng ngay trước cái đuôi này. Như vậy là 2. Diversity thì là 2 và ecology thì là 2. 4 nhé. Đây, nó là của từ này, từ devastate cộng hậu tố này. Đấy, thì chúng ta nhớ là devastate là một từ 3 âm tiết kết thúc bằng ATE. Đấy, thì tất cả từ nào 3 âm tiết trở lên tận cùng bằng ATE, trọng âm ra vào gì? Âm tiết thứ 3 mà tính từ cuối lên thì là 1. Thì mình có là 1 này, 2 này, 2 này, thì B phải là 2 thôi. Bởi vì theo logic em nhớ nhé, tất cả những câu về âm trọng âm thì mình sẽ có 3 thằng là giống nhau, đúng không? Một thằng khác thì thằng B phải là 2 rồi. Đấy, như vậy là environment là 2. Đấy, nó là 2. Như vậy là thằng A khác, A là 1, còn lại 2. Rồi, câu số 5 và câu 6 này là mình sẽ phải tìm cái từ gần nghĩa nhé. Land erosion is mainly called, như vậy là cái việc mà sạt đất sạt lở ấy, xói mòn ấy. Đấy, cái này nghĩa là tình trạng xói mòn đất. Thì nó bị gây ra chủ yếu bởi tình trạng các em đấy, chặt phá rừng, đấy, nạn phá rừng lan rộng. Như vậy là mình có deforestation là nạn phá rừng. Đấy, thì mình có là thằng A thì là việc trồng rừng là không đúng này. Và thằng B là việc tái trồng rừng là không đúng này. Cắt cỏ là thằng D sai này. Đấy, và thằng C, logging là phá rừng, chặt hạ cây cối. Câu 6. Ở trong cái môi trường ô nhiễm ấy, thì những cái infectious diseases có thể được truyền dễ dàng from one person to another. Thì cái này nghĩa là gì? Cái này nghĩa là từ người này sang người khác. Thì mình suy ra ngay là infectious là truyền nhiễm, bệnh truyền nhiễm. Bệnh truyền nhiễm. Rồi thằng A, fatal là gây tử vong không đúng này. An toàn này, thằng B sai này. Immune thì là miễn dịch không đúng các em nhé. Là miễn dịch.
Đây, đây là phương án C, là contagious, là truyền nhiễm, đồng nghĩa. Câu số 7, cái việc mà chúng ta giảm bớt cái việc dùng năng lượng ấy là cách tốt nhất để mà giúp giảm bớt tình trạng global warming. Cái này người ta gọi là gì? Người ta gọi là tình trạng nóng lên toàn cầu. Đấy, thì mình suy ra là cutting down bằng từ là cắt giảm. Thì trái nghĩa đâu là tăng lên, vậy là phương án D là tăng lên. Đấy, thằng B, thằng C và thằng A, thì thằng B và thằng C là cắt giảm, giảm đi, tạo loại nhé, không đúng. Còn thằng A là co lại, cũng là giảm đi, là kích thước, không đúng. Đấy, shrinking là co lại. Câu 8, chúng ta nên trồng nhiều cây hơn để mà chúng có thể hấp thụ nhiều CO2 từ bầu không khí hoặc bầu khí quyển. Đấy, thì mình sẽ có là absorb là hấp thụ. Thì ở đây cái từ trái nghĩa nhé, với từ absorb phải là thải ra, đúng không? Một thằng là hấp thụ, thằng thải ra, vậy là phần A là thải ra khí chẳng hạn. Đấy, còn thằng B thì là take in, là hấp thụ nhé, bằng cái từ absorb là sai về nghĩa này. Đấy, tiêu thụ, consume, thao loại này. Thằng D là gì? Thằng D là cắt. Đấy, cắt nguồn cung cấp, như là cắt nguồn cung cấp điện này, cung cấp nước này, cắt nguồn cung cấp. Đó, 9. Những công ty này bị tố cáo về quá dễ, các em kính cho cấu trúc sau là accuse. Đấy, somebody of. Đấy, thì là tố cáo ai về cái gì đó. Đấy, như vậy thằng này sai đúng không? Là thành từ, từ ở. Đấy, như vậy on thành từ ở. Rồi, trang số 2 này. Câu 10. Quá dễ các em. Động từ nào nhé mà đứng sau having thì phải là cột by đi. Như vậy thằng này sai này. Thành decided. Thế nên các em mới cần để về dịch nhiều, đúng chưa? Mình chỉ cần dịch vào câu chốt là mình sẽ ra thôi. Đấy, 11 này. Đã biết về những cái tác động gây hại hoặc là có hại. Đấy, thì mình thấy sao này? Mình sẽ có là under nhé, cộng tính từ và danh từ, đúng không? Under này. Đó, nó sẽ cộng với cả tính từ nhé, cộng danh từ. Đấy, thì mình suy ra ngay là thằng này sai này. Đấy, bởi vì mình có từ đây là động từ, là tác động. Còn danh từ là effect. Đấy, là phải là effect, là danh từ, là ảnh hưởng và tác động. Cho nên câu này đúng ấy, chúng ta phải sửa thành gì? Thằng này thành từ effects. Đấy, là danh từ, những tác động có hại. Vậy là xong câu 12. Người dân địa phương thì họ nghi ngờ chính quyền về việc đã quá dễ các em, nên cấu trúc là suspect. Lại somebody of là nghi ngờ ai về. Nhé, vậy là phương án C. Anh ta phủ nhận việc đã làm ô nhiễm môi trường nhưng mà chẳng ai tin ta cả. Đầu tiên các loại được phương án B và phương án D trước, bởi vì despite và inspire nó bằng nhau cả về nghĩa nhé, cả về cấu trúc, mà các em biết trắc nghiệm mà. Trắc nghiệm chứ, một thằng đúng, sao hai thằng đúng được? Đó, thứ hai là về cấu trúc này, nó không cộng mệnh đề đâu mà cộng với cả danh từ hoặc là verb in. Đây là sai này. Đây là từ nối câu các em nhé. Đấy, chức năng của từ however là nối hai câu với nhau. Còn đây là mình chỉ có một câu hai mệnh đề thôi, như vậy là không đúng nhé. Vậy là phương án C là nhưng. Quá dễ, cứ nhớ là
Động từ nào đứng sau hình thức của have? Nó có thể là having, đây, bạn nhớ này. Nó có thể là having hoặc là had hoặc là has. Đấy, thì động từ phải là gì? Cột 3 hoặc là ed. Đấy, như vậy là thằng 14 này, thằng này sai nhá. Nó phải là, à, thằng này sai này, thằng này sai này, sai này, phải là phần A các em nhé. Là em ED. Câu 15, anh ta hối hận vì đã giết và ăn một vài loài quý hiếm. Thì mình nhớ như sau này, mình sẽ có động từ regret. Nó sẽ cộng với cả pumping hoặc là having cột 3 đi. Đấy, mà nghĩa là hối hận vì đã làm gì, nghĩa là cái sự việc nó xảy ra rồi và giờ họ hối hận về điều đó, thì là hối hận về việc gì đã xảy ra rồi. Đấy, hối hận về sự việc đã xảy ra. Và thứ hai là cấu trúc là tu nguyên mẫu. Chúng ta nhớ nhé, tu nguyên mẫu thôi, chứ mình không có cấu trúc là to have or body nhé. Cái này loại này. Đấy, và nhớ là không có cấu trúc này. Ta không có cấu trúc này nhé. Đó là to have cộng cột 3 ed. Không có. Đấy, như vậy là phương án nào B em nhé. 16. À, chứ cái địa phương này bị đổ lỗi vì đã ngó lơ vấn đề ô nhiễm, như vậy là phương án C. Đấy, mình sẽ có cấu trúc là blame somebody for, là đổ lỗi cho ai về cái gì đó. Blame somebody for, đổ lỗi cho ai vì. Đấy, thì khi về bị động tức là for các em nhé. 17. Cái lớp dày của những cái khí global warming gases là những cái khí mà tạo lên gì em đây, tình trạng nóng lên toàn cầu này, thì nó giữ, đấy, nó giữ nhiều nhiệt hơn từ mặt trời nha, và dẫn tới việc tăng lên nhiệt độ của trái đất. Thì phải là phương án A là giữ lại, đấy, catches heat, như vậy là giữ nhiệt. Đấy, còn mình có là mất là không đúng này, cho phép là sai này, thải là sai này. 18. Chúng ta có khả năng giúp kiểm soát được tình trạng nóng lên toàn cầu ấy, bằng việc giảm bớt cái lượng khí CO2 thải ra cho hộ gia đình. Thì mình nhớ này, mình sẽ có buy, nó sẽ cộng với cả verb in. Đấy, là bằng cách làm gì? Như vậy là ở đây mình dùng động từ nguyên mẫu là sai này. Đấy, còn danh từ reduction là sự giảm bớt này. Và tính từ là giảm bớt thì nó không đúng nhé, mà phải là một động từ. Cách làm gì? Đấy. 19. Bạn có thể đề xuất cái giải pháp nào cho cái tình trạng em pollution hiện nay được không? Thì rõ ra là ở đây mình cần một tìm một cái giải pháp, đó, một cái giải pháp cụ thể cho tình trạng ô nhiễm không khí nhé. Thì mình thấy như sau này, ô nhiễm không khí là một là thực sự nghiêm trọng như ngày này là không đúng. Khói từ những ống khói nhà máy làm ô nhiễm không khí, giải pháp chưa có, đúng không? Đấy, ô nhiễm không khí thì khi gây ra mưa acid cũng không có giải pháp luôn, phải là phần đi. Đó là mọi người nên sử dụng phương tiện, chúng ta nhận từ public means of transport là phương tiện. Phương tiện giao thông công cộng. Đã được chưa? Đã tiếp tục này. Câu số 20. What causes global warming? Thế người ta, thế này Nam hỏi gì này? Đó là cái gì đã gây ra tình trạng nóng lên toàn cầu? Như vậy rõ ràng ở đây cần đến nguyên nhân, đúng không? Nguyên nhân.
Rồi, mình sẽ có như sau này. Ở những cái sự thay đổi về kiểu thời tiết này ấy, thì nó xảy ra do tình trạng như vậy sai nhé. Đã nhận result from là xảy ra bởi. Thì thằng A này chưa đề cập cụ thể là cái gì gây ra cái global warming này. B, quá nhiều khí CO2 được giữ lại trong bầu không khí, chính xác kém nhất là nguyên nhân này. Đấy. Những cái hậu quả thảm khốc của global warming không phải ta loại. Và thằng D là những cái kết quả hay là hậu quả chung chung của global warming không đúng nhé. Đấy, nhưng mà quan trọng chính là gì? Mình phải trả lời đúng trọng tâm câu hỏi. Các bạn, người ta hỏi mình là cái gì nó gây ra tình trạng đóng lên toàn cầu, thì mình phải tìm ra cái nguyên nhân của nó chứ. Đấy, thì thằng A, B, C, D, thằng B là thằng đúng nhất các em nhé. Đó là quá nhiều cái khí CO2 mà nó bị giữ lại trong bầu không khí. Đọc hiểu các em nhớ là chúng ta không cần phải dịch từng từ từng chữ một, mà mình sẽ xác định là trong cái ô trống này mình cần nhìn cái loại từ gì và cấu trúc gì, và các em sẽ loại trừ dần nhé. Đấy, và nếu chúng ta loại trừ rồi mà nó còn hai hoặc là ba phương án trở lên, đấy thì mình sẽ phải dựa vào nghĩa hay là cấu trúc nhé. Chú ý như vậy. Rồi, environmental crime là cái sự phạm tội môi trường. Rồi, tất cả chúng ta có lẽ đã có lỗi lúc nào đó trong cuộc đời của chúng ta về việc không có quan tâm chăm sóc môi trường as much as we should. Thì cái này nghĩa là gì? Nhiều nhất có thể, đúng không? Vậy là phương án A các em nhé, là cảm thấy có lỗi hoặc là có lỗi, là có tội. Tự hào là không đúng này, mệt mỏi là không đúng này, sorry thì là xin lỗi là không đúng này, không có sorry at các em nhé. 22. Có lẽ chúng ta vứt rác mà không cần suy nghĩ, hoặc là gây ra cái sự ô nhiễm bằng việc sử dụng xe hơi không cần thiết, thì mình sẽ có core pollution là gây ra cái sự ô nhiễm về môi trường. Đấy, nó phù hợp với câu này các em nhé. Còn chắc bộ rắc rối này, tai nạn này, hủy hoại là không đúng này. 23. Tuy nhiên cái thủ phạm môi trường thực sự chính là, vậy là phương án C. Environmental criminals là thủ phạm môi trường. Chính là những doanh nghiệp lớn, đúng không? Thì mình sẽ có là doers là người làm là không đúng này, sự phạm tội là không đúng này, và đại lý là không đúng này. 24. Trong nhiều năm thì các nhà chính trị gia đã nỗ lực hết sức để bảo vệ môi trường bằng việc yêu cầu doanh nghiệp. Thì mình sẽ có là thằng A là các chính trị gia như thủ tướng này, vân vân này, bộ trưởng này, đấy, chính trị gia. Và thằng B sai các nhé, thằng B là môn chính trị, là danh từ số ít không thể có have vào được. Đấy, party là buổi tiệc không đúng này, cư dân thì sai rồi. Đấy, bởi vì chỉ có ai, chỉ có những người như chức vụ như là thủ tướng này, và thứ trưởng này, bộ trưởng mới có quyền yêu cầu gì các này. Doanh nghiệp có trách nhiệm với môi trường. Đấy. 25. Đảm bảo rằng là chất hóa học mà họ sử dụng nó không có làm gia tăng thêm cái sự hủy hoại môi trường. Vậy là phương án D các nhé. Là destruction là sự hủy hoại môi trường. À, đó. Còn thằng C, destruction là sự hướng dẫn là không đúng nhé. B là cái việc xây dựng không đúng này. Và thằng A là cái việc giới thiệu hoặc là hướng dẫn ai mới vào làm việc không đúng. Thì có từ là induction, cái này nghĩa là sự giới thiệu hay sự chỉ dẫn này. Người mới vào làm việc các em không đúng. Ví dụ các em nhân viên mới thì các em được mọi người chỉ dẫn cho các em các phòng ban rồi công ty thông tin vân vân. Đấy thì là loại nhé. Đọc hiểu này. 26. Người ta hỏi mình là cái ý chính bài đọc là gì, thì mình nhớ là tất cả những câu hỏi nào nó hỏi cả bài thì mình nhớ là mình sẽ ghi chú là làm cuối cùng nhé. Làm cuối này. Rồi. Hai bảy. Cái nào sau đây đúng nhé? Như là kết quả của tình trạng đóng lên toàn cầu này, thì mình sẽ có là cái cụm từ là as a result of, thì cái này nghĩa là
là kết quả của hoặc là bởi. Đó, thì mình sẽ có là A này, tất cả mọi người đều bị suffer from, là cái từ chỉ cái sự không tốt, hoặc là bị tình trạng nào đó, như bị đói, bị nghèo, bị bệnh chẳng hạn. Đấy, tất cả mọi người đều bị những cái hậu quả của tình trạng global warming. Tất cả mọi người đều hưởng lợi từ global warming. Cuộc sống thì khó khăn hơn cho đại đa số mọi người, thì mình có từ là the majority of, đại đa số mọi người. Đại đa số. Nhá. Đấy, và thằng D là life is easier for most people, cuộc sống dễ dàng hơn cho hầu hết mọi người. Thì mình sẽ tìm thông tin cho nào có kết quả của cái này các nhé, và tình trạng nó lên toàn cầu mình tìm nó này. Đây các em thấy này, tình trạng nóng lên toàn cầu thì có lẽ là cuộc sống khó khăn hơn, không phải dễ dàng hơn cho hầu hết mọi người. Thì most people này chính là thằng nào các em? Là thằng majority of people này. Đây phải là phương án C. Phương án C 28. Đoạn 1 này thì cái từ this này đề cập đến cái gì? Mình tìm nó nhé. Đây từ this này. Như vậy this nó đứng ngay sau cái thông tin là gì? Phía trước của nó này. Đó là global warming sẽ có lẽ là cuộc sống khó khăn hơn chứ không phải là dễ dàng hơn cho hầu hết mọi người. Và cái điều này chính yếu là bởi vì điều nào? Cả điều này phía trước này. Đấy. Như vậy là phương án A đúng không nào? Đó là cuộc sống khó khăn hơn bởi tình trạng nóng lên toàn cầu. Đấy. Dễ dàng hơn là sai này. Đấy rồi, C là cái sự biến đổi phạm vi toàn cầu là không đúng này. Và lũ lụt ở những vùng thấp là không đúng này. Rồi 29 này. Theo bài đọc thì tất cả những cái điều sau đều là kết quả của tình trạng nóng lên toàn cầu ngoại trừ. Mình tìm nó nha. Đây mình sẽ có là rising sea level này, mức nước biển tăng lên này. Kéo sửa lại thêm từ level vào này. Đấy, như vậy này, mực nước biển tăng lên nhé. Rồi sóng nhiệt này. Rồi coastal erosion là cái sự xói mòn ở khu vực ven biển này. Thì mình sẽ có là thằng này có này. Thằng này có luôn này. Nhiệt độ cao. Thì cái này chúng ta như này. Nhiệt độ cao hơn chính là thằng nào? Thằng sóng nhiệt, đó là thằng heat waves. Như vậy thằng này không có này. Và ghi là cái lượng mưa ổn định là không có này. Stable rainfall là lượng mưa ổn định là sai này. 30. Điều gì có thể xảy ra với những căn bệnh và những con côn trùng? Đấy, như là kết quả của tình trạng global warming thì mình tìm nó nhé. Đây, như vậy là cái phạm vi, đây, phạm vi của bệnh này, côn trùng này, vân vân này mà nó đang bị giới hạn bởi nhiệt độ ấy, thì nó có thể expand, là mở rộng. Đấy, nó mở rộng ra. Nghĩa là gì? Là bệnh tật rồi côn trùng muỗi vân vân nó sẽ phát triển. Đấy, mở rộng. Tăng lên đúng không? Vậy là phương án B đúng không? Tăng về số lượng này. Tuyệt chủng là sai này. Chúng sẽ không gây hại hành tinh là sai này. Đấy, và chúng sẽ được kiểm soát tốt là không đúng này. Đấy, Underwood control là như thế này là được kiểm soát tốt nhất là sai này. Rồi, thì mình sẽ quay lại cái câu hỏi cả bài này. Bài đọc về cái gì này? Đó là A là cái sự ô nhiễm môi trường là có thật, và B là lý do tại sao những khu vực nằm ở vùng thấp thì bị lụt, C là những cái giải pháp của tình trạng nóng lên toàn cầu này, và D là lý do vì sao mà global warming là cái vấn đề. Tìm thấy như sau này. Đây các em nhìn như sau nhé. Cái giá này, hay cái chi phí phải trả này, và những cái lợi ích của tình trạng global warming nó sẽ khác nhau tùy theo vùng khu vực này. Đấy, làm ra gì? Làm cuộc sống khó khăn hơn này. Đấy, và làm ra gì cái đây? Sóng nhiệt tăng này, xói mòn vùng biển tăng này,
Mùa nước biển tăng này, rồi hạn hán này. Đấy, tiếp tục này. Cái phạm vi bệnh tật này, côn trùng nó cũng tăng về số lượng này. Đấy. Như vậy em thấy là gì? Rõ ràng là gì? Họ đề cập rất nhiều những cái vấn đề, những cái hệ lụy, hậu quả xảy ra khi tình trạng này nó đó, nghiêm trọng. Đấy. Nhưng mà rõ ràng là gì? Em là phương án đi, đúng không? Đó là những cái lý do mà tại sao tình trạng nóng lên toàn cầu là cái vấn đề. Đấy. Rồi, mình sẽ sang cái phần viết lại câu em nhé. 31 này. Đã chứng kiến mọi người bị những cái hậu quả của tình trạng global warming thì chúng tôi quyết định là giảm bớt cái lượng CO2. Thì mình sẽ ghi như sau là chúng tôi quyết định, we decided to reduce. Carbon footprints. Rồi, đây là cái gì đây? Chúng ta nhìn là thực ra đây ấy, là rất gọn, đầy đủ, nó sẽ ghi là after. Đầy đủ nha, mình sẽ ghi là after we have seen. Đây, mình sẽ ghi lại như vậy là after we have seen. Đấy, sau khi chúng tôi chứng kiến này, đã chứng kiến. Mọi người. Rồi em viết hết để cái từ consequences là xong, bị những cái hậu quả tình trạng nóng lên toàn cầu. Rồi 32 này. Anh ta quyên góp, quyên tặng nhiều tiền cho những cái chiến dịch bảo vệ môi trường và anh ta được ngưỡng mộ vì điều đó. Thì mình sẽ ghi lại là được ngưỡng mộ vì đã thì for having. Chúng ta dùng having và cột 3 đi để nhấn mạnh cái thứ tự của hành động trước sau nhé. Having donated. Và em viết hết đến từ gì? Từ campaign là xong. Rồi, 33. Cái sự tăng nhiệt độ trái đất thì nó gây ra căn bệnh liên quan đến nhiệt, thì mình sẽ ghi là mình sẽ có nhớ từ này, từ cause là gây ra này, nó bằng với từ result in là gây ra. Còn xảy ra bởi là result from, là xảy ra bởi. Đấy, thì mình sẽ ghi sau là nó căn bệnh liên quan đến nhiệt nó xảy ra bởi, result from sự tăng lên. Đấy, the decrease, the increase. Đấy, in earth temperature. Rồi, 34 này. Ở một số nhà khoa học đã làm sai lệch thông báo, thông tin sai lệch về cái những cái tác động của tình trạng biến đổi khí hậu và họ bị buộc tội tố cáo về đó. Thì mình sẽ ghi này, một vài nhà khoa học bị tố cáo, was accused of. Vì đã làm thì đã having distorted. Này. The effects of climate change. Rồi, cái viết hết là xong nhé. Of climate change. Rồi, 35 này. Planting trees can contribute to reducing global warming. Như vậy, việc trồng cây ấy, thì có thể góp phần vào cái việc làm giảm bớt tình trạng ông toàn cầu này. Thì mình nhớ cấu trúc sau mình sẽ có have và cộng từ nguyên mẫu thì là have reduce, có thể giúp giảm bớt, have reduce. Đấy, global warming.
Việc suy ra mình sẽ có reduce nhé, sẽ cộng với gì các, cộng động từ nguyên mẫu không tu này, đấy là giảm bớt cắt giảm này. Rồi 36 này, anh ta nói rằng anh ta sẽ nhận trách nhiệm nhé về những thiệt hại công ty gây ra cho khu vực, nhưng ta lại phủ nhận. Như vậy là gì? Anh ta phủ nhận việc đã nói, như vậy là deny having said that. Thay vì kéo dài cấu trúc là deny saying thì không dùng deny having, còn body để nhấn mạnh cái thứ tự của hành động trước sau. Đấy. Và cái viết hết đến chỗ gì? Area là xong. 37. Họ quyết định cắt giảm cái lượng khí CO2 thải ra và họ được khen ngợi vì điều đó, thì mình sẽ ghi họ được khen ngợi vì cái việc đã quyết định, như vậy là for having decided. Đấy, to cut down. Và em mới hết là xong, in the footprint là xong. Rồi 38 nhé. Chúng tôi đã khuyên bạn về cách để giảm bớt đi cái việc thì energy use là tiêu thụ năng lượng này. Tôi nhớ mà, mình sẽ ghi chúng tôi nhớ về việc đã, như vậy là having. Các em nhớ nhé, động từ đứng sau remember mà xảy ra rồi là working nhé, như vậy là having advice. Hãy you và cái viết hết nhé, đến chỗ gì cái đây thằng energy use là xong. 39. Ở CO2 là một trong những cái khí nhà kính chủ yếu nhé mà nó gây ra tình trạng, nó lên toàn cầu này, thì mình sẽ ghi là một trong những cái khí nhà kính chủ yếu nhé mà nó gây ra tình trạng nóng lên toàn cầu là CO2, như vậy là that's cause. Và ở đây mình sẽ có cause nguyên mẫu nhé, bởi vì là cái danh từ trước đó số nhiều là gas số nhiều này. That's cause global warming. Đấy, is carbon dioxide. Climate change thì dẫn tới vô số những cái hậu quả thảm khốc. Đấy. Thì mình sẽ có như sau này, là vô số hậu quả thảm khốc bị gây ra bởi, đúng không? Mình sẽ có result from là gây ra bởi, xảy ra bởi. Đấy, như vậy các em nhớ là mình sẽ có là lead to. Nó sẽ bằng cái thằng này này, bằng thằng cause, bằng thằng result in là gây ra. Đấy, còn trái nghĩa là result from là xảy ra bởi. Xảy ra bởi. Đấy, như vậy là climate change.